Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Tahiko xin giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm mới. Đó là cái miếng xốp để rửa xe. Thì cái miếng xốp này thì nó được làm bằng cái bề mặt này được làm bằng vải nhung rất là mềm. Khi các bạn rửa xe thì nó sẽ không bị xước cái bề mặt sân xe. Đó. Thì đây là cái chỗ để các bạn gài cái tay vào này. Đó. Thì nó cũng rất là dễ, khi mà các bạn gài vào thì rất là dễ thao tác ha. Đó. Một phần nữa là với cái miếng này ấy, thì cái tốc độ khi các bạn rửa xe ấy, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Vì cái miếng này cái diện tích thì nó khá là rộng và mình thao tác cũng khá là nhanh. À, thì sau đây mình sẽ làm một cái video review về cái này cho các bạn coi trực tiếp ha. Đây mình sẽ làm cái video review cái miếng xốp rửa xe này cho các bạn nhé. Tầm này mình đứng thẳng vào cái xô xà bông của mình. Nếu như mà nhiều quá các bạn có thể vắt bớt nó đi. Bắt đầu mình thao tác trên cái xe. Cái này là mình đang thao tác trên một chiếc xe máy thôi. Đấy, còn nếu như mà xe hơi các bạn sử dụng cái mút này thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì cái diện tích bề mặt này nó rộng này, và mình khi mà mình thao tác thì nó nhanh hơn. Cái này thì trong lúc rửa, ví dụ các bạn vướng cái nào thì có thể đổi tay nó rất là dễ dàng nhá. Đấy. Trên cái bề mặt rộng thì nó rửa rất là nhanh. Và đặc biệt là nó không bị làm xước cái bề mặt sơn xe của các bạn, vì cái mền phần này rất là mềm. Ok. Đấy, vâng các bạn, đây là cái xe khi mà mình đã rửa xong và sử dụng cái dung dịch rửa xe Sonax. Thì các bạn thấy cái bề mặt sơn của xe thì nó rất là bóng ha. Với những xe mà càng rửa thường xuyên, rửa thêm nhiều lần thì nó tạo cái độ bóng tốt hơn rất là nhiều. Đấy. Đó, thì mình vừa làm một cái video review về cái miếng xốp rửa xe này ha. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên hotline trên video hoặc là truy cập vào tahiko.vn. Cảm ơn các bạn.